đi, chắc là đi đóng rồi anh chị. Thực tế thế này, em chụp cách lắp đi để khách nào người ta về người ta tự lắp thì là người ta sẽ nhìn thấy, người ta biết, người ta tự lắp được. Còn khách nào mình lắp sẵn cho đây rồi thì là không nói làm gì. Nhưng mà không phải ai cũng đọc được cái video ạ, xem được video ạ. Vâng. Chỉ bằng hình ảnh thôi anh ạ. Hình ảnh thì là vì cái máy này là xin chào bố Nam. Thật rồi, không phải. Để đóng một chút, về